D1329 H3 1329 Yue Du đọc hiệu. A. 听说他还很聪明，每次考试都是年级第一。听说他还很聪明，每次考试都是年级第一。 跳了两个小时的舞，真累呀！跳了两个小时的舞，真累呀！你该多花点时间跟儿子在一起，多跟他聊天。你该多花点时间跟儿子在一起，多跟他聊天。 聊聊天，OK。公司最近怎么了？事情一间接着一间。公司最近怎么了？事情一间接着一间。当然，我们先坐公共汽车，然后换地铁。 Chúng ta trước tiên坐公共汽车, đi xe buýt, 然后换地铁, sau đó đuổi tàu điện ngầm. Đây là đáp án E, là đáp án duy nhất mà chúng ta sẽ không chọn trong quá trình làm bài vì nó là đáp án của phần nỉ rú, ví dụ. Ở bên dưới chúng ta có thể nhìn thấy. 例如,你知道怎么去那吗? 你知道怎么去那吗? 你知道怎么去那吗? Bạn có biết đi ra đó bằng cách nào không? 41. 姐,你要看的那个电视节目已经开始了. 姐,你要看的那个电视节目已经开始了. 42.孩子现在不太愿意跟我说话，怎么办？孩子现在不太愿意跟我说话，怎么办？43.穿绿裙子的那个小朋友真可爱，穿 绿裙子的那个小朋友真可爱。 44.你先坐下来喝杯饮料休息一下。 45.旧的问题还没解决。 新的问题又来了。 OK, 生词, từ mới. A. 听说他还很聪明,每次考试都是年级第一. Trong câu này chúng ta có 年级. 年级 là niên cấp, 第一 là thứ nhất. Luôn đứng đầu năm đúng không ạ? Nghe nói cô ta rất thông minh. Mỗi một lần thi đều đứng đầu năm. Có đứng vị trí thứ nhất của cái năm đó. Ok, chúng ta có. 你该多花点时间跟儿子在一起. 多跟他聊天. Chúng ta có 花时间, 花钱 thì là tiêu thời gian và tiêu tiền. Còn 花 đứng một mình là bông hoa. Vậy chúng ta có từ 聊天 hay có dạng lặp lại động từ đúng không ạ? 聊聊天, 聊聊天. Ok. Rồi, chúng ta có phần tiếp theo. Vậy là, 听说他还很聪明,每次考试都是年级第一. Đáp án A sẽ đi kèm với câu 43. 穿绿裙子的那个小朋友真可爱. Lü là màu xanh lá cây, đúng không ạ? Ừ, cái bạn nhỏ hay mình dịch là đứa trẻ đấy ạ. Xiao peng you bên Trung Quốc người ta gọi là đứa trẻ con. Đứa trẻ mặc váy xanh màu lá cây kia, màu xanh lá cây, đúng không ạ? Thật là đáng yêu. Nó còn, nghe nói nó còn rất thông minh. Mỗi lần thi đều là đứng đầu vị trí đầu tiên của năm. Ok. 跳了两个小时的舞真累啊.
Nhảy 2 tiếng mệt quá. Cái nào nhớ? Đáp án là gì? 44. Thì xem chua xa lái khơ bay ỉ leo. Ngồi xuống và uống một ly nước. Chưa chỉ dạ nghỉ một chút. Ok. Công sư truy trình dẫm lỡ. Sự chính y chen chia rỡ y chen. Công ty gần đây sao thế? Sự chính là sự tình đúng không ạ? Y chen chia rỡ y chen. Hết việc này đến việc khác. Vậy chúng ta có 4 năm. Đúng không ạ? Chưa đầu vấn thí hãy mới chỉa chế. Chưa đầu vấn thí cái vấn đề cũ. Hãy mới chỉa chế. Chỉa chế là giải quyết. Xin đờ vấn thí vô lại lỡ. Cái vấn đề mới lại đến rồi. Tiếp theo chúng ta có Y, đáp án E là của phần ví dụ này. F, hào, wǒ xǐwán tǒu fā jiù guò qù. F là gì ạ? Hào, wǒ xǐwán tǒu fā jiù guò qù. Ok, tôi xǐwán tǒu fā sẽ dịch là gội đầu, đúng không ạ? Gội đầu xong, jiù guò qù. Đáp án là F, hào, wǒ xǐwán tǒu fā jiù guò qù. Ok, tôi gội đầu xong sẽ qua. Chia. 你要看的那个电视节目已经开始了. Vậy câu 41. Chị ơi, 你要看的那个电视节目. 电视节目, 节目 là tiết mục. Vậy là tiết mục TV 已经开始了. 已经开始了. Đã bắt đầu rồi. Vậy là ok. Chị gội đầu xong sẽ qua ngay. 46 đến 50 nhé. 46 đến 50. 这是我昨天去商店给妹妹的生日礼物. 这是我昨天去商店给妹妹买的生日礼物。这是昨天去商店给妹妹买的生日礼物。这是昨天去商店，商店呢？cửa hàng，生日，sinh nhật礼物了，quà. Đây là quà mà tôi mua cho em gái lúc đi cửa hàng ngày hôm qua. B, mama, 你给我讲故事吧。 Mama, 你给我讲个故事吧. Câu chuyện, câu chuyện. Ok, 讲 là kể. Mẹ ơi, kể chuyện cho con. C, 大家离得近一点. 大家离得近一点. 个子矮的同学站前面. 大家离 cách. 近 gần 一点. Vậy là các bạn cách gần thì sẽ dịch là các bạn đứng sát gần lại với nhau một chút. 个子 vóc dáng, ải, thấp, thống xuế, bạn học, học sinh, trang ra chén miệng, trang chén miệng, trang đứng phía trước. Mọi người đứng sát lại với nhau, những bạn dáng thấp, thấp thì sẽ đứng về phía trước. Đi, chú là công dụa xế xí, thả hải yêu trào cụ hải dự. Chú là ỉ ngoại là một cụ. Chú là công dụa xế xí, 他还要照顾孩子. 除了以外 là cấu trúc ngoài ra còn. Vậy 除了工作学习, nếu mà có 以外 thì sẽ để sau từ 学习 này. 除了工作学习以外, 他还要照顾孩子. Câu này được lược đi từ 以外. 除了工作学习, ngoài việc làm việc và học tập. 他还要照顾孩子. 他还要照顾孩子, cô ấy còn phải chăm sóc con cái. 一, 冰箱里只有牛奶和鸡蛋, 没其他吃的了。冰箱里只有牛奶和鸡蛋, 没有其他吃的了。冰箱, 堵了, 里, 边中, 只有, 指了几, 有了, 几个, 牛奶, 吃饱, 和鸡蛋 và trứng gà, đúng không? Mấy chí tha tờ, chí tha tờ sẽ là cái khác. Mấy chí tha chư tờ lọ. Vậy là không có đồ ăn khác nữa. Hờ, ok. 46. 46. Chuẩn bị hào lờ mơ? Xào ý xào. Wà yào khai sử. Chào lờ. Chuẩn bị hào lờ mơ? Chuẩn bị hào lờ mơ? Chuẩn bị xong chưa? Xào ý xào. Cười lên. 我要开始照了. Tôi bắt đầu chụp rồi. Vậy là cái đáp án là những bạn nào mà thấp đứng trước ấy. Sì. 47. Hảo. Đàn thính hoán là chưa yêu sư chào à. Hảo. Đàn thính hoán là chưa yêu sư chào à. Được. Nhưng nghe xong là phải đi ngủ. Chưa yêu. Bì. Đúng rồi. Kể câu chuyện đúng không ạ? Chẳng cú sự. 48. 王阿姨每天都很忙,
每天都很忙。王阿姨每天都很忙。阿姨 là gì dành cho em mẹ hoặc là cô gì mà mình dùng để giao tiếp gọi ở bên ngoài. Wang A Yi, cô Vương, mỗi ngày đều rất bận. Mỗi ngày đều rất bận. Đáp án sẽ là vừa học tập và vừa chăm sóc con đúng không ạ? Đáp án là B. D. OK. Rồi D, chú là công cho chiến sĩ. Rồi 49. 看上去很不错，相信他一定会喜欢的。看上去 là một cụm từ chúng ta sẽ dịch là nhìn cũng đúng không ạ? 看上去很不错, nhìn cũng rất là đẹp, rất là đẹp đúng không ạ? 不错 các bạn dịch là rất là đẹp, vì bu là không, 错 là tồi, 不错 là gì? Không tệ, không tồi đúng không ạ? Các bạn trong trường hợp này dịch là đẹp. 相信, tin là 他一定会喜欢的, 相信他一定会喜欢的, tin là cô ấy sẽ thích, và đây là gì nhỉ? Đây là phần 生日, 生日礼物, đúng không nhỉ? 生日礼物, quà, 答案是 A, OK. Rồi, phần tiếp theo là câu 5, câu 50. 那我们下午去超市吧, 那我们下午去超市吧, vậy buổi chiều chúng ta đi siêu thị nhé, 超市 là siêu thị, OK. Vậy đáp án là hết đồ ăn đó, E, 冰箱里没有什么的了。OK, 那这了你呢？市场 ,OK, 超市了就地市场了。这 51-55, chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của đáp án. A, 总是来, luôn là, B, 简单, đơn giản, C, 一定, nhất định, D, 起飞, cất cánh, E, 声音âm thanh hoặc tiếng nhá. F, nán của buồn, nán là khó, qua là qua đấy, nán của khó qua thì dịch là buồn, OK. Rồi lì lú, ví dụ, ta su hoa de sheng yin duo hao qing a, ta su hoa de sheng yin duo hao qing a, và chúng ta không chọn đáp án E khi làm nhá. Sheng yin là dịch là tiếng, cô ta nói tiếng nghe rất là hay. 51 nào. Ta tớ khu là chỉ lái. Ta làm sao đấy? Tớ khu là chỉ lái. Cô ấy nán qua tớ khu là chỉ lái. Cô ấy buồn đến phát khóc. 52 Chí sử vấn thí bú xiang ní xiang xiang Nà mờ gì? Giản đàn. OK. Chí sử thật sự vấn đề xiang là giống đúng không ạ? Bú xiang thì sẽ là không giống. Ní xiang, bạn nghĩ. Nà mờ giản đàn, nà mờ sẽ cộng với lại một tính từ. Nà mờ hảo, nà mờ lẩn, nà mờ lệ, đúng không nhỉ? Nà mờ là thế, sẽ đi kèm với một tính từ nhá. Nà mờ giản đàn, đơn giản như thế. 53 请大家关上手机，飞机马上就要改几楼了，起飞了 ，OK。请大家关上手机，và chúng ta có cụm từ quan sang, đóng tắt, 手机, điện thoại di động. 请大家关上手机, xin mọi người tắt máy di động. 飞机马上 là lập tức, 就要就要là sắp đúng không? 就要了, chỉ phải là sẽ gì là máy bay sắp cắt cánh rồi đúng không ạ? Máy bay sẽ cắt cánh ngay sau đây thôi. Vậy chúng ta sẽ có là 就要了, các bạn dịch là sắp rồi nhá. 就要起飞了, sắp cắt cánh rồi. 54 人们在生病以后才认识到健康有多么重要。Người ta cái gì đó sinh病以后 là sau khi bị ốm, sau khi bị bệnh, 才认识, mới nhận được ra rằng, 认识 là nhận thức, quen biết, 到, ra rằng đúng không? 健康, khỏe mạnh, 有多么重要, quan trọng như thế nào, 多么重要, vậy là đáp án, 人们 cái gì đó, 总是, đáp án là A,
chủng sự. Người ta luôn luôn sau khi bị bệnh rồi, sau khi bị ốm rồi mới nhận thức được giá sức khỏe quan trọng như thế nào. Ok, rồi 55. 这个月9号 我这个月9号结婚 你 đáp án là 要来啊 cái gì đó 一定 đúng không? Đáp án là si. 我这个月 tháng này 9号 mùng 9 结婚 kết hôn 你一定要来啊 bạn nhất định phải đến nhé. Ok. 56 60 câu 56 đến câu 60. Tá nào lớp mình? Tả xoan. Dự tính. Xoang. Đôi. In cay. Nên. Ai họ. Sở thích. Pí xỉa. Dày da đúng không? Pí là da. Chị đỡ. Ghi nhớ. Ok. Lý rũ. Ní yở sở mơ đi. Ai họ. Bạn có sở thích gì? Bi. 我喜欢体育, thể育 là thể thao hoặc thể dục. Tôi thích thể dục thể thao. Tôi thích vận động. 体育, thể dục. Phú yuán, 56 nha. Phú yuán, 我们这少了一 cái gì đó, 筷子. Cái gì, 筷子? 筷子 đi với gì? 双, đúng rồi. Phú yuán, 我们这桌 là cái bàn của chúng tôi. Sảo là y xoang khoai zi, thiếu mất một đôi đũa. Ok, vậy là sảo là thiếu nhé. Tui bu chi, wo ma shang gei nin la. Tui bu chi, xin lỗi. Wo ma shang, ngay đúng không? Ma shang là lập tức. Gei nin la, gei nin la, la là lấy đúng không? Tôi sẽ lấy ngay cho ông đây. 57, 57. Jin tian, xian na lian dao zhe, hui qu yao, gei zi de fu xi. Chi tớ, đúng rồi. Chín thiên, hôm nay. Xiên, trước. Liên, luyện tập đó. Tào trợ, đến đây thôi. Huế trị, về nhà. Hậu, sau khi về nhà. Yào chi tớ, phụ xí. Yào chi tớ, phụ xí. Phải nhớ, phụ xí. Phụ xí là ôn tập. Hào tớ, lão sư. 好的,老师,再见. 老师好, là chào lúc đấy đúng không ạ? Vậy 老师再见, sẽ là chào lúc đi. 再见 là tạm biệt. 58. 银行那边打电话让我去面试. 你说我去不去啊? 银行那边, các bạn hãy nhớ lại. 那边, ở đó. 这边, ở đây. Chúng ta hay có những cụm từ như 我这边 thì dịch là ở chỗ tôi. 你那边 ở chỗ bạn vậy. 银行那边 thì sẽ dịch là bên ngân hàng. 打电话 让 thì chúng ta dịch là bảo nhá, chứ không dịch là để. Bảo với tôi đi phỏng vấn. 面试 là đi phỏng vấn. 你说我去不去啊? Bạn nói xem tôi có nên đi không? 我觉得这个机会不错. Tôi nghĩ là cơ hội này bù chợ, rất tốt. Nì, sư sư. Đáp án là? Nì yên gái, sư sư. Bạn nên thử. Ok, sư sư là thử. 59, 59. 我, cái gì đó, 明天早上, 去北京, 西站, 买火车票. Tôi, cái gì đó, 明天早上, 去北京, 西站, 北京, trạm Tây, đúng không? Si là phía Tây. 西站 là trạm phía Tây. 买火车票, mua. 火车 là? Ờ, 火车 là gì đó? Tàu hỏa, xe lửa. 火车票 sẽ là? Vé tàu hỏa. Vậy là? Đáp án là gì? 打算 đúng không? Tôi định ngày mai, sáng ngày mai sẽ đi ga Tây của Bắc Kinh. Trạm Tây Bắc Kinh mua vé tàu hỏa. Bây giờ người ta mua online hết rồi. B. 为什么不上网买呢? 为什么不上网买呢? 上网, lên mạng. 为什么不上网买呢? 为什么不, chúng ta có thể dùng một cụm từ khác thay thế, đó là 怎么不? 怎么不上网买呢?
为什么不上网买呢？Tại sao không lên mạng mua đúng không ạ? 现在网上买票很方便。现在，bây giờ网上trên mạng买票很方便。Mua vé rất là thuận tiện, phang bian. Đừng quên là phang bian miền nữa. Mì tôm, mì ăn liền. Đó. 60. 我们是去爬山。你怎么穿? Giày gì? 皮鞋? Đúng không? 我们是去爬山。你怎么穿皮鞋啊? Sao anh lại đi giày, giày da? Đúng không? Giày da là cái giày mà đi kèm với lại các bộ vest tây đấy. Ok?我忘记换了，tôi quên mất không, không thay giày. 我忘记换了，忘记 quên đúng không ạ? 换đổi. 61. 你说中间那个碗，它有好几百年的历史了，听说现在最少能卖到10000元呢。你说中间那个碗。Bạn nói xem cái bát ở giữa kia. Thà yếu háo chí bảy nén. Chúng ta có cụm từ háo chí rất là lâu. Thì chúng ta có từ bảy nén là trăm năm sẽ là. Thà yếu háo chí bảy nén. Thà yếu háo chí bảy nén. Thà yếu háo chí bảy nén từ lý sử là. Nó có hàng trăm năm lịch sử rồi. Thà yếu...好几百年的历史了，它有好几百年的历史了。Nghe nói có hàng trăm năm lịch sử, 听说现在最少能卖到10000元了。Nghe nói hiện tại 最少少了一最少 ít nhất 能卖到 có thể bán được 10000元 10000元 là một gì một vạn.10000元 một vạn tệ khoảng 35 triệu nha. Ok. Rồi, từ khóa đưa ra na ge wan cái bát đó. Lì shi jiao chang. Chang là dài nha. Lì shi jiao chang có nghĩa là lì shi bi jiao chang, lịch sử tương đối dài. Bi piao liang ji le.Đẹp quá, chỉ là cực kỳ nhá. Vậy là 漂亮极了là cực kỳ đẹp. Lì mien yếu mì, lì mien yếu mì, bên trong có gạo, ok? Đá ăn sứ. Ê, đừng chọn là bên trong có gạo nhá. 62. Câu 62 là gì?他们最后还是决定坐船去，虽然比火车慢了6个小时，要第二天中午才能到，但是船票比火车票便宜很多。他们最后还是决定坐船去，最后了，cuối cùng nhá，决定了，quyết định。họ cuối cùng vẫn quyết định đi thuyền.坐 cộng với phương tiện thì đi bằng phương tiện gì đó vậy? 坐船 là đi thuyền. 虽然他们最后还是决定坐船去。虽然 đi kèm với là ấy, 但是虽然但是là tuy nhưng, vậy là 比火车慢了六个小时。比火车 là so với tàu hỏa chậm chậm gì á? 六个小时 sáu tiếng. Các bạn đừng quên là nó có một số trường hợp ví dụ như là mải là san cửa bao chỉ mua 3 chiếc bánh bao đây là man là liều cửa sở sứ vậy là sau những cái từ man và từ mải này chúng ta thấy chữ lơ sẽ đứng sau động từ hoặc là tính từ vậy là đằng sau của cái việc mà lơ ở giữa câu thì sẽ là một số lượng từ ok rồi nào 我说了很多次tôi đã nói rất nhiều lần ok慢了六个小时 chậm mất 6 tiếng ok 要第二天中午才能到要第二天中午才能到khoảng 第二天là gì số 2 中午才能到là gì buổi trưa của ngày thứ 2 mới đến 但是 nhưng mà 船票
cái vé tàu, vé thuyền bì của chơ piao bèn yì hẳn tuò, rẻ hơn rất là nhiều đúng không ạ? Vậy là A bì B cộng với một tính từ cấu trúc so sánh hơn kém. Wǒ bà bǎ bǐ wǒ mǎ mǎ dà, bố tôi lớn hơn mẹ tôi. Wǒ bǐ dì dì gào, tôi cao hơn em trai tôi. Ok, rồi. Từ khóa đưa ra, thà mến rèn quế là cho rằng, họ cho rằng, in chu 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 chu, nên đi chu chu chu, chu, đi ra ngoài. A, in chu 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 chu, chu 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 là taxi, trong đó từ chu là ra ngoài, chu số 2 là thuê, và chu là xe. Ok, 我要住, tôi muốn thuê cái gì đó, chúng ta dùng từ này, chu, thuê, ok. 坐船时间短, 坐船时间短, đi thuyền thời gian sẽ ngắn. Là bù đuôi là, đáp án cuối cùng của chúng ta sẽ là 火车票更贵, 火车票更贵, ở vé của tàu hỏa đắt hơn, vậy đáp án là C, ok. Rồi, 63, 63, 我办公室的电脑突然不能用了, 你等会叫小张过来帮我看一下。对了，我下午要出去，不在公司，有什么事就给我发电子邮件或者打我手机。我办公室的电脑突然不能用了，突然了，那个突然。 Cái máy tính của văn phòng của tôi không dùng được nữa, đột nhiên không dùng được. Ní đẳng huệ chào sầu trang qua lái, băng của khang nhỉ chào. Đợi một chút, hoặc là tí nữa, bạn gọi tiểu trương qua xem giúp tôi. À, tôi là, đúng rồi. Buổi sau buổi yêu chu chuy, buổi chiều tôi phải đi ra ngoài. Bù tại công sự, bù tại công sự, không ở công ty. Yếu sầm mơ sơ, có chuyện gì, chú kế của pha đen trữ ấu chuyện, hoặc là đá của sầu chi. Có chuyện gì thì gửi mail cho tôi, và làm sao ạ? Gọi điện thoại, đúng không ạ? Vì là cái máy tính không có dùng được, đúng không ạ? Và bạn này, bạn ấy buổi chiều bạn ấy ra ngoài, vậy nên là phải làm sao? Gửi mail hoặc là gọi điện thoại di động cho bạn ấy. Ok, vậy là từ khóa đưa ra, tha xiao wǒ